Em chào các bác nhá, chào mừng các bác xem kênh điện tử Bùi Minh. Hôm nay em lên video này để giới thiệu tới các bác một mẫu máy IGBT mới nhất của năm 2024. Đấy, nhà em phân phối để phục vụ tới các bác nhá. Thì các bác đã biết thì nhà em đã phân phối dòng IGBT là có K9 này, K10 này, K11, K12. Đấy là những cái dòng máy hot từ năm 2019 đến bây giờ và được rất nhiều bác đón nhận và sử dụng là rất là ngon. Đấy, bao du phi tất cả các loại cá và nước là không kén nước này, nước ngọt trong ngọt, đục lợ nhẹ, phèn nhẹ, tạp chất bẩn. Đấy, nước thối, nước trang trại là đánh được hết đúng không ạ? Đấy thì năm nay là năm 2024. Đấy, em phân phối tới các bác một mẫu sản phẩm IGBT V2K25 nhé. Model là 2024 IGBT V2K25 Made in Taiwan, chạy điện 12V nhé. Đấy thì hôm nay cái video này em sẽ giới thiệu tới các bác là mẫu máy này nó có gì cải tiến và nội thất rùa rà của máy này và cách sử dụng của mẫu máy này nhá. Đấy, về ngoại hình, giới thiệu cho các bác về ngoại hình là vẫn là cái vỏ giống vali nhá. Có hai màu là màu đen và màu tím, có quai sách chắc chắn này, inox này. Đó, quai sách chắc chắn nhá, có màu đen và màu tím các bác nhá. Đấy, mặt trước thì sẽ có hai màn hình hiển thị tần số HZ nhá. Hai núm đầu cò tay này, cò chân tùy các bác. Đấy, núm chỉnh này, núm chỉnh tần số này, rộng xung này, băm xung này. Công tắc này là đánh áp cao áp thấp nhá. Đấy, tùy nguồn nước thì các bác bật áp cho phù hợp nhá. Và hai núm da vợt âm dương. Đó, phía sau thì sẽ là hai quạt, dây thì chạy dây to nhá, dây to và 6 dây nhá, một cực là 6 dây. Đấy, các bác nhìn dây rất là to nhá, kẹp đồng nguyên chất của Samut nhá, kẹp xịn luôn ạ. Đấy, về nội thất bên trong nhá, em giới thiệu tới các bác nội thất bên trong này. Điểm cải tiến mới nhất của cái mẫu máy này là cái bo xử lý trung tâm này nhá. Cái bo này bảo vệ máy rất là tốt luôn các bác ạ. Khi mà máy tùy nguồn nước đúng không ạ? IGBT là sẽ là auto nguồn nước. Đấy, mẫu máy này là IGBT auto nguồn nước nhá. Khi mà dâng dòng quá dòng đấy thì cái bo này nó sẽ báo ngắt, báo kêu tít phát đấy, ngắt để cho các bác biết là máy đang dâng dòng quá dòng theo cái nguồn nước đấy và các bác phải điều chỉnh lại cái chế độ này nhá để cho không bị ngắt nữa và mình không được đánh quá cao. Đấy, rất là tốt nhá, chế độ bảo vệ rất là tốt và làm cho máy rất là bền. Cái nữa là cái bo này nó sẽ lái cho cái dàn phét. Đó, là máy nó sẽ mát máy hơn. Đấy, mát máy hơn nhá. Đấy, các bác nhìn cấu hình của máy, một cái hộp nhỏ đấy giống như vali thôi mà các bác nhìn cấu hình của máy nó rất là hầm hố, rất xếp rất là ngăn nắp nhá. Đấy, các bác nhìn này, xếp rất là ngăn nắp nhá. Đấy, tối ưu diện tích của mạch và làm gọn cái máy của mình lại. Đấy, cái nữa này là dàn phét là sẽ là 28 phét lớn nhá, 28 phét lớn. Đấy. Biến áp thì sẽ là hai biến áp lớn, biến áp E65 IGBT K25 này. Đấy. Tụ phóng là 8 tụ phóng 560W 450V. Đấy, tụ xịn của Ecoop Nhật nhá. Và dàn diode là 6 6 diode phét. Đó. Cảm thì sẽ là cảm E65 nhá, cảm lớn nhá. Đấy, IGBT này là 4 IGBT. Đấy, và bo lái IGBT đây nhá. Đó, các bác xem cái IGBT thì các bác biết rồi. Đó. Về phía chống ngược thì sẽ là có 4 dơ le chống ngược nhá và 6 tụ lọc nguồn đầu vào. Đấy, phía sau này sẽ là một cảm để lái phét nhá, cảm lái phét phía sau này, cảm to luôn nhá các bác nhá. Đấy, mẫu máy này là đây, giờ em sẽ test. Đấy, em đã đấu sẵn dây rồi nhá, đấu sẵn dây cho các bác rồi. Em sẽ test cái chế độ dâng dòng quá dòng khi mà dùng cái mẫu máy IGBT. Đấy. Đây nha, em đang tải 3 bóng nha. Rất là sáng, sáng quắc luôn ạ. Đây, giờ em sẽ test cái bo này nhá, test cái bo xử lý trung tâm cho các bác là khi mà dâng dòng quá dòng thì nó sẽ báo ngắt nhá. Đây, em hạ bóng xuống nhá. Hạ bóng xuống này. Đó, các bác thấy không ạ? Đây. Đó. Kêu tít ở đây nhá. Đây, các bác nhìn ở cái bóng này nhá. Em bóp này. Đó. Nó sẽ phát hiện là với cái nguồn nước như thế này thì cái dâng dòng quá dòng, máy nó đang bị dâng dòng quá dòng và nó sẽ báo ngắt, nó
không cho đánh nữa. Và khi mà như thế thì các bác xử lý như thế này cho em, các bác sẽ vặn nhỏ cái tần số, hoặc là các bác vặn cái băm sung xuống nha. Đấy, lại đánh bình thường này. Đấy, sáng quắc luôn nha. Rất là khỏe luôn các bác ạ. Khi lúc nãy mà em test dưng dòng quá dòng, hay là em vặn hết ba cái chiếc áp này lên cao nhất này. Đây, em vặn hết ba chiếc áp lên cao nhất này. Đó, các bác thấy không ạ? Và khi mà các bác sử dụng ấy thì tất nhiên là các bác không thể nào mà vặn hết ba cái chế độ này lên được, nên là nó sẽ không có dễ ngắt như thế các bác nhé. Nó sẽ không có dễ ngắt như thế đâu ạ. Các bác chỉ ví dụ các bác đánh rô phi nhé, thì các bác đánh em vặn cái tần số cao nhất đi. Đấy, giọng sung cũng cao nhất nhé. Nhưng mà cái băm sung thì em để tầm khoảng hướng số 4, số 5 thôi. Là các bác đánh rô phi ngon rồi nhé. Đấy, các bác thấy không ạ? Nó không ngắt đúng không ạ? Sáng quá, em quay video thế là lóa quá. Đấy, nó không dễ ngắt đâu ạ. Nhưng mà nó sẽ phát hiện ra là dâng dòng quá dòng, và nó sẽ bảo vệ cho cái máy rất là tốt các bác nhé. Đấy, hôm nay em chủ yếu em giới thiệu về cái chế độ bảo vệ của con máy này cho các bác. Và lái phép rất là mát luôn. Cái bo xử lý trung tâm là lái phép rất là mát luôn các bác nhé. Đấy, bây giờ em tăng bóng để test tải lên cho các bác này. Tăng bóng test tải nha. Tăng hết dàn bóng nha. Đấy. Đấy, các bác thấy không ạ? Rất là khỏe nha. Kéo hết cả dàn bóng của em lên luôn. Các bác có nhu cầu máy IGBT thì các bác liên hệ số điện thoại 0961038361 nhé. Mẫu máy mới nhất IGBT V2K25 model 2024. Đấy, em đang test cho các bác đây. Nó rất là khỏe luôn nha. Kéo cả dàn bóng luôn nha. Đấy, tầm khoảng 10 bóng của em đấy ạ. 10 ký điện đấy ạ. Đấy, giờ hạ bóng để test cho các bác này. Đây, em đang để 4 bóng nha, sáng quắc luôn. 5 bóng ạ. Đấy, em test 5 bóng để cho đỡ sáng, đỡ lóa cái video các bác nhé. Đấy, em hướng dẫn tới các bác là cái chế độ đánh của con máy này nhé. Khi mà các bác đánh rô phi này, các bác nhớ cho em là phía bên tay phải là tần số này. Thì các bác để tầm, các bác ướm cho em nhé. Ở đây không có số. Các bác ướm cho em từ số 1 cho đến số 9. Thì cái tần số thì các bác để tầm khoảng số 7 đến số 9 nhé. Nếu mà đánh rô phi. Nếu mà đánh rô phi thì các bác để tầm khoảng số 7 cho đến số 9 nhé. Cái rộng sung thì các bác để tầm khoảng số 7. Và cái băm sung thì các bác để tầm khoảng số 4 cho em. Đấy, như thế này là các bác nghe. Các bác nghe tiếng băm như thế này là các bác đánh rô phi quá ngon luôn. Đấy, để tầm khoảng số 5 nhé. Đấy, các bạn đánh rô phi quá ngon luôn ạ. Máy rất là khỏe, rất là ngon. Còn đánh cá trắng nhé. Cá trắng thì các bác để cho em cái tần số về tầm khoảng số 6, số 7 này. Băm sung thì các bác rộng sung các bác cứ cho tăng hết cỡ cho em cũng được. Số 8, số 9 cũng được. Còn băm sung thì các bác để tầm số 3 cho em. Số 3, số 4. Đây, như này. Như này là các bác đánh. Đó. Như này các bác đánh cá trắng là bao ngon các bác nha. Đấy, và cũng tùy nguồn nước nhé. Cái này là em đang nói là nước ngọt, trong ngọt đục bình thường. Còn nếu mà nước các bác nhiễm thì các bác cũng phải thay đổi chế độ cho em nhé. Đấy, còn da trơn này, da trơn thì các bác vẫn để cái tần số cá trắng đấy, nhưng mà các bác giảm cho em cái băm về thấp nhất, cho băm chậm lại cho em. Đấy, như thế này nhá. Như này là đánh da trơn này. Đấy, và test một cái nữa cho các bác là cái công tắc áp cao thấp nhá, thì Y là áp cao nhá. Đây, các bác thấy nhá, Y là áp cao này. Đấy, các bác nhìn bóng sáng nhá, Y áp cao này. O này. Đó, O là áp thấp nha, Y là áp cao, O là áp thấp. Đấy, thì tùy nguồn nước thì các bác chọn cho nó phù hợp nha. Chọn chế độ đánh cho phù hợp. Đấy, các bác có nhu cầu liên hệ số điện thoại 0961038361 nha. Em sẽ tư vấn chi tiết và báo giá cụ thể cho các bác. Mẫu máy này cực kỳ ngon luôn, các bác nên sở hữu nha. Rồi, em cảm ơn các bác ạ.